Đức Giáo Hoàng Francisco cải cách bộ giáo luật về triệt tiêu hôn nhân. Lần đầu tiên trong lịch sử Bangladesh có linh mục truyền giáo Prime. Kim Davis được tự do sau 5 ngày ở tù vì từ chối cấp giấy chứng nhận hôn nhân đồng giới. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Bồ Đào Nha kiên trì trong công cuộc tần phúc âm hóa. Đức Giáo Hoàng Francisco cải cách bộ giáo luật về triệt tiêu hôn nhân. Đức Giáo Hoàng Francisco đã ban hành hai tông thư tự sắc vào hôm qua, thứ Ba ngày 8 tháng 9. Trong đó, Ngài đã đưa ra cải cách về cơ cấu pháp lý của giáo hội và về các vấn đề triệt tiêu hôn nhân. Một tự sắc có tên theo tiếng Latin là Mitis Lude Dominus Jesus, nghĩa là Chúa Giêsu thẩm phán nhân từ. Tự sắc nhắm đến cải cách bộ giáo luật của giáo hội Tây Phương. Tự sắc còn lại có tên Mitis e Misericors Letus, nghĩa là Chúa Giêsu nhân từ và thường xót, nhằm đưa ra những cải cách bộ giáo luật của giáo hội Đông Phương. Theo lời giới thiệu của cả hai tự sắc này, cải cách là kết quả của việc do một nhóm chuyên gia được bổ nhiệm để nghiên cứu tình trạng hiện thời của luật và thực hành trong giáo hội liên quan đến luật hôn nhân. Đức Giáo Hoàng đơn giản hóa thủ tục triệt tiêu hôn nhân trong lời tựa của tự sắc cho biết rằng các cải cách được định hướng bởi 7 tiêu chuẩn và được Đài Phát thanh Vatican tóm kết như sau. 1. Chỉ cần một phán quyết và việc thực hiện triệt tiêu hôn nhân không còn cần đến một quyết định kép về việc triệt tiêu hôn nhân, để cho các bên có thể được chấp nhận tiến tới hôn nhân mới và có giá trị chứa theo giáo luật. Chỉ cần đảm bảo luân lý do quan tòa đầu tiên theo giáo luật được thi hành. 2. Một tòa án độc lập dưới trách nhiệm của giám mục. Cơ cấu một tòa án độc lập luôn luôn phải là một giáo sĩ được giám mục chỉ định trong việc thi hành mục vụ quyền phán quyết đúng đắn của mình, phải đảm bảo không có sự lỏng lẻo nào về vấn đề này. 3. Giám mục là một thẩm phán. Trong các giáo phận, dù lớn hay nhỏ, đích thân giám mục nên đưa ra một dấu chỉ thay đổi cơ cấu giáo hội và không để chức năng quan tòa bị chuyển giao hoàn toàn cho các viên chức trong giáo phận liên quan đến các vấn đề về hôn nhân. 4. Sự gọn gàng trong tiến trình pháp lý, giảm thiểu các thủ tục truy cứu pháp lý, giảm thiểu các thủ tục truy cứu pháp lý xin triệt tiêu hôn nhân, áp dụng một mẫu đơn giản lược, được thêm vào những chứng từ đã được duyệt và đang dùng. Mẫu đơn được áp dụng trong các trường hợp cáo trạng triệt tiêu được hỗ trợ từ những thảo luận đặc biệt rõ ràng. 5. Kháng nghị lên tòa án giáo tỉnh là các tòa tổng giám mục chánh tòa đứng đầu một giáo tỉnh. 6. Nghĩa vụ của hội đồng giám mục. Quan tâm đến những tín hữu bị phân ly, hội đồng giám mục phải nhìn nhận chính thức trách nhiệm chia sẻ sự thay đổi đã nói ở trên và tôn trọng tuyệt đối quyền của các giám mục trong việc thực thi quyền hành thẩm phán trong các giáo hội của Ngài. Cần đảm bảo sự giảm thiểu chi phí nhất trong các thủ tục cứu xét, nhưng cũng cần đảm bảo việc trả thù lao xứng đáng cho các viên chức tòa án. 7. Kháng nghị lên tòa thánh. Cần duy trì việc kháng nghị lên tòa án thường lệ của tòa thánh, nghĩa là tòa thượng thẩm Roma. Tôn trọng các nguyên tắc phán xét cổ xưa nhất, để mối ràng buộc giữa tòa thánh Phêrô và các giáo hội riêng biệt được tăng cường. Có sự lưu tâm đến các nguyên tắc đã nói ở trên, phải ngăn chặn bất kỳ và tất cả mọi lạm dụng đến quyền để không gây hại đến sự cứu rỗi các linh hồn được trao phó. Lần đầu tiên trong lịch sử Bangladesh có linh mục truyền giáo Prime. Tôi vâng phục Chúa Giêsu Kitô trong việc phục vụ người nghèo và làm cho vinh quang của người mau đến bằng tất cả tấm lòng của mình. Linh mục Dominic Monto Hasta đã tuyên khấn như trên trong thánh lễ truyền chức đã được cử hành vào ngày 7 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ chánh tòa Chúa Cứu Chuộc của giáo phận Raisahi. Cha là người dân tộc Santhal đầu tiên trong lịch sử trở thành linh mục của Viện Giáo Hoàng Truyền Giáo Ngoại Quốc, viết tắt là PIME, ở Bangladesh. Giám mục giáo phận Đức Cha Gervas Rosario đã chủ tế thánh lễ cùng với 55 linh mục và nữ tu và khoảng 1.000 tín hữu tham dự. Trong thánh lễ, giám mục cho biết Ngài rất vui mừng khi nghe tin có một người con của giáo phận trở thành linh mục của PIME. Xưa giờ, giáo phận chúng tôi đã đón nhận các nhà truyền giáo đến từ nhiều nơi và giờ đây là lúc những người con của chúng tôi lại ra đi để tiếp nối công cuộc rao truyền lời Chúa. Linh mục Dominic chia sẻ với Asia News, ông của tôi không phải là người Công giáo. Ba mẹ tôi là những người đầu tiên trong nhà đã đón nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ. Từ thời thơ ấu, tôi đã được chứng kiến những cống hiến quảng đại của các linh mục Pai
và các nữ tu tại giáo phận của mình. Lối sống của các cha và sơ ngay lập tức đã thúc đẩy tôi mong muốn trở thành một nhà truyền giáo Pine trong tương lai. Khi còn trẻ, cha Dominic đã theo học ngành y tại bệnh viện thành phố Rajshahi, là người con thứ ba trong gia đình 9 người con. Cha cũng có một thời gian làm việc để kiếm sống và giúp đỡ gia đình trong thời điểm khó khăn ấy. Cha Dominic nói, tôi không thể trở thành một vị linh mục nếu không có sự ủng hộ của cha mẹ, mặc dù gia đình có khó khăn về kinh tế. Vị tân linh mục cũng biết ơn vị giáo sư hướng dẫn và cũng là mục tử trong hành trình thiêng liêng của mình là cha Paolo Ciceri. Những nhà truyền giáo Pine đầu tiên đã tới giáo phận Rajshahi vào năm 1904. Tính tới thời điểm này, giáo phận đã thống kê được có 35.000 tín hữu đã đến từ các nhóm dân tộc thiểu số. Hiện nay, có 24 nhà truyền giáo Pine tại Bangladesh, hầu hết các cha trong số đó đến từ Ý. Cha Dominic sẽ rời đi vào tháng 1 năm 2016 để bắt đầu công việc truyền giáo của mình tại Papua New Guinea. Kim Davis được tự do sau 5 ngày ở tù vì từ chối cấp giấy chứng nhận hôn nhân đồng giới. Thẩm phán liên bang ở Kentucky đã ra lệnh trả tự do cho bà Kim Davis, là một thư ký quận đã bị bỏ tù vào thứ Năm ngày 3 tháng 9 vì từ chối cấp giấy chứng nhận hôn nhân cho những cặp đôi đồng tính. Vị thẩm phán liên bang David Burning, người đã bỏ tù bà Davis vì sự bất tuân lệnh tòa án của bà, đã nói rằng bây giờ bà Kim Davis có thể được trả tự do vì những người đại diện của bà ở văn phòng đã đồng ý cung cấp giấy chứng nhận hôn nhân cho các cặp đồng tính đã bị từ chối. Vị thẩm phán này cũng ra lệnh cho bà Davis không được can thiệp để cấp dưới của bà làm những việc này hoặc phải đối mặt thêm với những lệnh trừng phạt thích hợp. Văn phòng của bà Kim đã không cấp giấy phép kết hôn cho nhiều cặp đôi đồng tính kể từ khi quyết định mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào tháng 6 được ban hành, tuyên bố hợp pháp hóa quyền hôn nhân đồng tính trên cả nước. Sau khi 4 cặp đôi đã kiện bà, thẩm phán liên bang David Benning, Kentucky, đã ban mệnh lệnh sơ bộ yêu cầu bà tiếp tục cấp giấy phép. Bà Kim đã lập luận rằng bà có quyền để không hành động trái với lương tâm của bà. Việc cấp giấy phép cho hôn nhân đồng tính đi ngược lại với định nghĩa hôn nhân của Thiên Chúa. Bà cũng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9 rằng đây không phải là một vấn đề nhỏ nhặt đối với tôi. Đây là một quyết định sống còn cho đời sống thiêng liêng của chính tôi. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Bồ Đào Nha kiên trì trong công cuộc tần phúc âm hóa. Sáng thứ Hai ngày 7 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các giám mục của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha nhân chuyến kết thúc Ad Limina định kỳ. Sau khi đề cao những điểm sáng của giáo hội tại Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, tôi khuyên nhủ anh em hãy bền lòng kiên trì trong quyết tâm loan báo tin mừng và có những sáng kiến trong việc mục vụ để đáp ứng được công cuộc tần phúc âm hóa giáo hội tại Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến chuyến Ad Limina định kỳ 5 năm một lần là cơ hội tốt để phát triển những khía cạnh trong việc mục vụ, để có một cảm thức chung và lắng nghe tiếng nói của dân Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, với niềm tín xác sâu xa nơi Thiên Chúa, anh em đừng nản chí trước những tình trạng của nhiều giáo xứ sa sút đang cần khơi lại niềm tin, để mang lại cho mỗi cá nhân và cộng đoàn tín hữu ý thức về sứ mạng của mình. Có những giáo xứ nhiều khi co cụm và khép kín vì che sở và thiếu các linh mục cần có tinh thần cởi mở và hiệp thông sinh động hơn. Có một số linh mục miệt mài làm việc mục vụ mà không vun trồng đời sống cầu nguyện và đời sống tâm linh sâu xa, vốn là điều thiết yếu đối với công cuộc tân phúc âm hóa. Ngài cũng nhắc đến hiện tượng nhiều người trẻ ở Bồ Đào Nha không đi lễ nữa sau khi lãnh nhận bí tích thêm sức, họ không học giáo lý nữa. Đức Thánh Cha Francisco nói, việc thường xuyên được huấn luyện có thể giúp họ giải đáp được các vấn đề. Sau cùng, cần có sự hoán cải bản thân và mục vụ của các vị mục tử và các tín hữu cho đến khi nào mỗi người có thể thực hành, cho đến khi nào mỗi người có thể thành thực và vui mừng nói rằng giáo hội chính là nhà của chúng ta.